Hello, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Nay mình sẽ tiếp tục đi khám phá cái phiên bản mới cùng những cái đội hình mới. Để xem đội hình nào đang mạnh nhất nha các bạn. Vô thôi các bạn ơi, mình sẽ bắt đầu bằng một cái kiếm đi. Tại những cái pha đầu đó thì mình phải tốc độ của những con thú liền nhau, ai bắn nhanh hơn thì con thú nó sẽ đi nhanh hơn, sẽ lệnh trước nha. Đó là cái quy luật mà mình luôn luôn đa số là luôn lượm được đồ trước rồi ta. Có một cái quyết kiếm mà các bạn. Thì cái này mình cứ mua hết đi. Mình cái này ở cái chế độ này mình không có cần tích tiền hay tích chuỗi thắng chứ thua gì hết. Có nhiều mình cứ xài bao nhiêu thôi. Hai con ba đồng đấu sĩ à, Lee Sin à. Mình có nên lụm con Lee Sin đấu sĩ không? Đây chỉ có một cái ấn này thôi. Quay một cái các bạn, ấn tinh tật và một pike. Lập lên đi. Bình thường mình muốn chơi biệt đội vô cực thử, nhưng mà nhớ cái vàng ấn đồ này chắc phải chơi tinh tặc thôi. Năm tinh tặc à, vậy là mình có thể được năm tinh tặc này. Giờ cái vấn đề là giờ mình không biết dồn đồ cho ai. Chiêu con này sát thương mạnh chứ à? Giờ mình nó biết luôn. Mình tích tiền để lát tới cái dòng mà mình quay cho nó được nhiều lần mình giải kiếm nha các bạn. Được lượm đồ ở lượt thứ hai chắc là mình sẽ làm cái muỗng, mất cái muỗng. Nó ở gần sát bên mà nó làm không được các bạn.
găng tay đi. Mình sẽ chờ lên cấp 5 đi. Cấp 5 mình sẽ kiếm con 1 để mình chơi 5 thần đồng. Thần đồng để tinh tặc cũng được. Thì không mình sẽ kiếm luôn các bạn. Không có ai các bạn. Có được 3 tinh tặc, 4 tinh tặc luôn rồi. Nhưng mình chỉ cần lên cấp nữa thôi. Nhưng mà con dắt này trâu quá. À, thờ nó còn cái này nữa, nó giết nó thôi. Làm sao mà được bây giờ. Thất bại đó các bạn, chấp nhận thôi. Gna thần đồng. Cái bộ đội hình này mình thấy đã lạ nha, tại vì mình trúng được cái ấn này, cái mình bỏ vô. Thấy tinh tặc nó có 4 con, thần đồng cũng có 5 con, cộng lại cũng 8 con. Thôi mình để mình chơi luôn. Chiến lợi phẩm. Sẽ không quay, tại mình quay thì mình biết mình xíu mình sẽ không đủ đồ các bạn. Ừ, nó chọi chọi không tốn được một giọt máu của con ma thông nha. Mà hên con Gena ngày ngày mạnh. Gena của mình bây giờ đây cũng được xá được mấy sát thương. Mong là xíu mình có thể kiếm được con Nunu sớm. Kỹ năng có thể gây chí mạng. Này là sát thương chuẩn à. Con này sát thương phép tinh tặc. Con xe này, xe này. Xe này xem tăng. Ây da, chết mẹ rồi. Đúng rồi.
cửa đồ quá, cái mình quên mua mấy thằng tướng luôn. Giờ cái con lục lăng 2 sao của mình nó nằm ngoài. Còn 10 máu. Còn có 10 máu các bạn ơi. Xe của mình giờ trâu lắm này, thêm giảm gì nữa, giảm 50% hit thương. Cái thứ đỏ đó các bạn ơi, còn chơi được 2 gián nữa. Mình chưa muốn kết thúc sớm đâu. Xin. Không, nó kiếm cái hại của mình. Cái gì vậy? Sao hai cái giống nhau quá vậy? Gì hiên ngoại đạo rồi mà. Rồi luôn rồi các bạn ơi. Kết thúc à. Đấu với ba có quá không, có quá trớn với con Grenade không, quá rồi nha các bạn. Chó không? Có làm chó không? Chó nó rồi, thất bại rồi nha các bạn. Không, mình không thể hoàn thành cái kế hoạch của mình được nè. Kết thúc hàng 8 luôn. Thiệt là buồn bã. Ăn này chơi biệt đội vô cực. Đang thiếu con April nữa.
Thôi, mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Bye bye, chào tạm biệt.